Kính thưa quý cha, quý chúng sinh, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, xin cho con có đôi lời nói lên tâm tình của con trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Trước hết, con cảm tạ Thiên Chúa và mẹ giáo hội đã cho con được sinh ra và lớn lên trong tình thương bao la của Thiên Chúa và sự giữ nuôi chăm sóc của mẹ giáo hội. Giờ đây còn cho con được tiến bước với hồng ân đã tiến qua tiếp linh mục mà con đã nhận ngày 1/2 vừa qua, để có thể đón nhận thánh tiết linh mục, con đã nhận được tình thương và sự thương đỡ rất nhiều, trước hết từ vô trường gia đình, họ hàng, bạn bè. Rồi khi bắt đầu tìm hiểu và tiến bước trên hành trình ơn gọi, con đã nhận được sự nâng đỡ về vật chất và tinh thần từ quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn, cũng như các giáo sư mà con đã từng có liên hệ, đó là giáo sư Bắc Hà, nơi con đã được rửa tội, giáo sư Thiện Nhất Lô Sáu, nơi con đã được sinh sống và lớn lên hơn 22 năm. Rồi giáo sư của thi thân yêu nơi đây, con cũng nhận được sự giúp đỡ từ các giáo sư mà con có cơ hội phục vụ tiếp năm, là giáo sư Sơn Mật, giáo sư Minh Đức, giáo sư Thới Hòa, cũng như các giáo sư mà con đã giúp đỡ là giáo sư Mỹ Vân, giáo sư Vinh Sơn Phú Cường, giáo sư Vinh Sáng. Tiếp đến, con xin tri ân quý cha giáo tại Đại Dung Giáo Phận Phú Cường, quý cha tại quý cha giáo tại Đại Dung Viện Thánh Du Xe Sài Gòn đã vất vả hôn luyện con trong suốt hơn 12 năm tu học. Công lao vất vả của quý cha, con xin khắc sâu, xin Chúa gìn giữ và ban nhiều ơn lành trên quý cha. Các đặc biệt dọc dài theo thời gian, xin cho con trí ơn đến những người đã ghi dấu ấn sâu sắc trên hành trình cơ quan của con. Con xin trí ơn cha cô Phaolô, quý vị dòng bên nhạc dòng quan đã nâng đỡ và tạo điều kiện cho con tìm hiểu ơn gọi ngay từ những ngày đầu. Con xin, rồi khi bắt đầu tìm hiểu ơn gọi, con xin tri ơn Đức Cha Du Xe đã đón nhận con bước vào nhà thương giáo phận, rồi từ đó huấn luyện đào tạo con và ban tiếp linh mục cho con. Con cũng xin tri ơn cha tổng đại diện Simon, cha bạc hàng Phêrô, cha Du Xe, phó giám đốc tại bệnh viện Thánh Du Xe Sài Gòn, là những người đã từng nâng đỡ đồng hành thiên ly quan thiện linh vương thân con. Con xin hết lòng tri ơn quý cha, xin quý cha cũng tiếp tục nâng đỡ con, vì con vẫn tâm thiện, con luôn tâm thiện, con tiêu luôn ơn con thiện. Các đại diện, con xin cảm ơn cha Du Xe Cổ Xuân Đức vì yêu thương mà cha đã chia sẻ tin tưởng cho con hôm nay. Có thể nói, không chỉ có thế, ơn gọi của con còn được hôm nay là nhờ sự nâng đỡ về vật chất và tinh thần rất lớn từ cha. Con xin cảm ơn và rất tỏ biết ơn cha. Con cũng xin tri ân cha sở Phaolô, giáo sư Củ Chi, quý hội đồng phục vụ, các ban ngành từ ca đoàn văn hoa phục vụ phòng thánh, ban trật tự biểu xe âm thanh và tất cả những ai các thầy hay các khác đã hy sinh phục vụ để thánh lễ hôm nay được trang nghiêm sâu sắc. Các chúng con xin tri ân đến tất cả quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh, quý cộng đoàn và toàn thể quý khách đang hiện diện nơi đây.
vì tình yêu thương đã đến tha thiết thánh lễ và cầu nguyện cho con. Xin tiếp tục nâng đỡ con thêm bước đường sứ vụ họ này trong gia phía trước. Tôi cũng xin cảm ơn quý chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và vì tình liên đương trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn ơn chân tình của quý vị. Hy vọng sự gắn kết và tình liên đới này sẽ bền chặt hơn nhằm phục vụ cho những tình chung của mọi người. Giờ đây, xin cho con có lời cảm ơn đến gia đình, ba má và các anh chị của con. Con cảm ơn ba má vì đã hy sinh dân con cho Chúa. Con tin rằng Chúa sẽ bù đắp những gì trong gia đình mình khi con dâng hiến cho Chúa. Con cũng tin ba má cần điều cao quý hơn. Cảm ơn ba má và các anh chị đã cho con được sinh ra và lớn lên trong gia đình mình. Người xin Chúa giúp lành và gìn giữ cho gia đình nhỏ bé của mình. Kính thưa quý cha và ông bà, trong ngày đặc biệt hôm nay của con, xin cho con được đọc lên một bài thơ mà mỗi lần khi con đọc bài thơ này, con thật sự rất xúc động khi đón nhận được ân ban của Thiên Chúa. Bài thơ này con biết lâu rồi nhưng con xin nhận để đọc lên trong ngày hôm nay. Rồi một ngày con nhận ra ơn thánh độ tràn đầy thay đổi trái tim con, biến mất mắt được tưởng như không thể đã buộc về tái hiện lúc này đây. Ôi tâm tư đêm này con khởi nguyện chân chứa bao số tim của tâm hồn cứ tăng lên theo tình hài cổ tích qua dịu vời cổ tích đã dần lên. Thời gian qua cũng là thời gian chết, mỗi một ngày một trang khoản mê man vẫn còn đó trong đối thoại buồn này, chờ đến lúc thiên đàng ánh sáng tỏ. Thật không ngờ, không ngờ giây phút đó bằng cả trăm trăm vạn lần trước kia, dù dần vật làm sao không chịu nổi tim bồi hồi lay động cảnh nào vui hồ cảm vui con càng thêm xác tim. Chúa nhận lời và thực hiện con luôn, nhưng muốn con muốn đôi tay đang nắm cứ thả lời để đi Chúa lớn lên. Thưa quý cha và ông bà, xin cho con gửi lời tri ân đến tất cả quý cha và quý ông bà vì thương đã đến hiện dân điều dân thánh lễ nơi đây. Số một để nói lên tâm tình tri ân sâu sắc của con. Xin cho con gửi đến những người đã dấu ấn sâu sắc trên hành trình ơn gọi của con. Con xin có những cánh hoa gửi tặng đến quý cha đã giúp đỡ con rất nhiều trong hành trình ơn gọi của con. Trước hết con xin tri ân đến cha cố Paulo của cha đầu tiên trong hành trình đất nước sáng.
Dạ, con cũng xin tri ân đến cha Gia Lan Đức Phật là nơi con đã tiếp xứ ở giáo xứ Thới Hòa. Người cha đã đón nhận, đã yêu thương và con cũng đã học được rất nhiều từ bên cha. Quý hơn, đẹp hơn ba và má con xin đó.